Hi, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel bên và mình là Hoàng Mai Game đây. Thì đối với video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái ứng dụng bàn phím khá là hay mà mình vẫn hay xài. Thì các bạn có thể thấy trên màn hình, đó chính là một cái bàn phím dạng LED RGB rất là đẹp. Đặc biệt là khi các bạn dùng vào buổi tối ấy, các bạn nhìn nó sẽ rất là đẹp luôn. Và cái bàn phím này, ngoài cái LED mà các bạn đang thấy trên màn hình, thì nó còn rất là nhiều cái custom LED nữa. Nó như là một cái bàn phím cơ trên máy tính vậy đó. Đấy, rất là nhiều cái custom. Thì các bạn có thể sử dụng cái bàn phím này thay cho cái bàn phím mặc định của bạn. Thì hồi trước mình hay xài là bàn kia, nhưng mà bây giờ mình chuyển cái bàn phím này dùng cho nó đẹp các bạn ạ. Thì nó cũng không có tốn quá nhiều pin hơn so với la bàn kia. Khi bạn xài thì tầm mình nghĩ là xài khoảng 1 tiếng thì có thể hơn được 1-2% của la bàn kia là cùng. Nên là bạn yên tâm có thể sử dụng cái bàn phím này để thay cho những cái bàn phím của máy các bạn nha. Thì các bạn có thể custom lại cái bàn phím này bằng có rất là nhiều cái theme mà cái bàn phím này có thể đem lại cho bạn. Đây, như là một cái theme này mình cũng khá là thích. Đây này các bạn, khi các bạn gõ thì nó sẽ mới hiện màu LED lên này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, cái này cũng khá là ok đó các bạn. Thì có rất là nhiều cái custom nữa mà các bạn có thể tùy chỉnh nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể cài đặt cái bàn phím này vào máy cũng như là sử dụng nó nha. Rồi, thì đây là cái ứng dụng mà ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Đấy, một cái bàn phím LED nha. Thì cái icon của nó là như thế này. Và cái link download của cái phần mềm này á, mình sẽ để cái phần mô tả video cũng như là trong bình luận của video nha. Đây, thì các bạn chỉ cần bấm vào cái link đó thì có thể download được cái ứng dụng này về. Thì bây giờ mình sẽ mở phần mềm này lên và hướng dẫn các bạn cách sử dụng nha. Đây, thì sau khi các bạn đã mở phần mềm này lên, nó sẽ hiện như thế này. Các bạn sẽ chọn theo cho mình, đó chính là phần kích hoạt nha. Sau khi các bạn đã bấm vào kích hoạt, nó sẽ yêu cầu bạn cấp quyền này. Thì bạn sẽ cấp cho nó cái quyền là LED keyboard này. Rồi bấm OK. Rồi gây trở ra nha các bạn. Sau khi đã quay trở ra rồi, các bạn sẽ tiến hành tiếp nữa, đó chính là lựa chọn cái bàn phím nha. Đây, các bạn sẽ chọn đúng với cái tên đó là LED keyboard này, LED keyboard này. Đấy, xong, như vậy là các bạn đã cài đặt thành công. Và ở đây sẽ là cái custom thêm của nó thôi. Các bạn có thể custom lại thêm nha. Có rất là nhiều cái mẫu đây, cũng như là dưới này nữa. Thì các bạn có thể xài thử. Cái nào thấy các bạn ok nhất thì các bạn sử dụng thôi. Thì sau khi các bạn cài đặt xong thì các bạn có thể thoát cái ứng dụng này ra luôn. Đấy. Bây giờ mình sẽ vào một cái trình duyệt chẳng hạn, mình sẽ mở cái bàn phím lên cho bạn xem. Và những bạn máy yếu cũng đừng có lo, là phần mềm này vẫn chạy rất là tốt trên máy các bạn thôi. Tại vì máy con cái con máy mà mình đang quay cho bạn xem nó rất là yếu rồi, nhưng mà vẫn chạy rất là ok. Và ở đây nó có hỗ trợ cả gõ tiếng Việt nha các bạn. Đây mình gõ tiếng Việt này. À, mình gõ nhầm. Đấy. Các bạn vẫn có thể gõ được tiếng Việt nha. Và tại cái bàn phím này các bạn cũng có thể custom lại, là các bạn bấm vào cài đặt này, đây nè. Rồi các bạn chọn vào cái phần theme này. Thì nó cũng sẽ mở thêm cái cửa hàng theme giống nãy mình cho các bạn chọn này. Thì đây có rất là nhiều cái theme để các bạn có thể chọn nha. Mình có thể chọn cái này nè. Mình quay trở ra. Đấy. Thì tùy theo sở thích của bạn mà các bạn có thể chọn cái bàn phím bất kỳ phù hợp với bạn nha. Ok, video mà mình chia sẻ nhanh cho các bạn cái bàn phím này đến đây là hết rồi. Nếu như bạn thấy thích ứng dụng này, thấy thích video của mình, hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye, nhớ like và đăng ký cho mình nha.